Trước năm 2013, đây là con đường độc đạo vào huyện Bình Liêu và khu cửa khẩu Hoành Mô. Những khúc cua tay áo như thế này là nỗi ám ảnh của nhiều cánh lái xe mỗi khi qua đây. Sau khi quốc lộ 18C được cải tạo và đưa vào sử dụng, thì những khó khăn ngày ấy giờ đây được nhắc lại như một kỷ niệm. Được khởi công từ tháng 8 năm 2010, tuyến quốc lộ 18C có chiều dài 50 km là trục giao thông chính kết nối quốc lộ 18 tại thị trấn Tiên Yên với cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Công trình có tổng mức đầu tư 785 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm xây dựng, tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng với quy mô đạt chuẩn cấp 3 miền núi, bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m, gia cố lề hai bên 0,5m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, tốc độ thiết kế 60 km/h. Xây dựng mới 4 cầu trên tuyến bao gồm Bắc Lịch, Mặt Trạt, Vân Mây, Bắc Hóc. So với tuyến đường cũ thì tuyến đường mới rút ngắn từ 50 km xuống còn 42 km. Những đoạn đường quanh co khúc khuỷu đã được thay thế bởi những cung đường êm thuận, mặt đường được mở rộng. Công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 28 tháng 5 năm 2013, không chỉ có ý nghĩa trong việc xóa bỏ các điểm nghẽn trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối Bình Liêu với các địa phương trong tỉnh, mà đặc biệt còn có ý nghĩa quan trọng trong lưu thông hàng hóa, kết nối kinh tế biên mậu, biên giới qua cửa khẩu Hoành Mô, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện miền núi Bình Liêu nói riêng cũng như là tỉnh Quảng Ninh nói chung. Quốc lộ 18C được cải tạo, nâng cấp hoàn thành thì riêng thời gian là rút ngắn chỉ còn một nửa, chưa đến 30 phút là từ huyện Bình Liêu đã xuống đến huyện Tiên Yên, cũng như là tăng cái lượng hàng hóa xe cộ xuất nhập khẩu hàng hóa tăng lên rất nhiều qua cửa khẩu Hoành Mô. Đây là sự đầu tư rất là hiệu quả, đã tạo điều kiện tiền đề cho huyện Bình Liêu phát triển. Cùng với tuyến đường 18C nối quốc lộ 18 với cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 340 nối quốc lộ 18 với cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà cũng được đầu tư hơn 286 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và hỗ trợ từ trung ương. Tuyến đường có tổng chiều dài tuyến 15,8 km, rút ngắn được 1,6 km so với trước khi cải tạo nâng cấp và được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp 3 miền núi, có bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m, được tổ chức thi công chỉ trong 18 tháng. Khi đường 340 hoàn thành đưa vào khai thác đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Chỉ tính riêng khoản thu phí cửa khẩu năm 2013 đã đạt 30 tỷ đồng, tăng 3,75 lần so với năm 2012 khi tuyến đường chưa đưa vào khai thác. Trước đây thì từ trung tâm huyện lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh thì là bằng đường bê tông, thì với cái chiều rộng mặt đường thì chỉ có 3,5 m, nên là việc mà đi lại các cái xe hàng là rất là khó khăn. Sau khi mà được nhà nước đầu tư nâng cấp cái đường tỉnh lộ 340 thành đường 18B thì cái lượng xe và phương tiện đi lại là rất là thuận lợi. Cái lượng công là lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh một ngày là tăng rất là lớn. Các công trình hạ tầng giao thông kết nối được hoàn thành trong năm 2013, năm mà cả tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh, đã phát huy ngay vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội của cả giai đoạn 2010-2015, đồng thời là tiền đề quan trọng để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung nguồn lực và thu hút đầu tư, tạo những kỳ tích trong phát triển hạ tầng giao thông.